test clip làm nồi cái quay Alpha mới 28 thì chạy mới có 1000 cây số hơn. Nồi zin nó lì lắm nha anh em. Rồi, ok. Nồi zin đá 1 qua 2 nó la mà nó có đi nha anh em. Số 1 cũng khó giở đầu. Cái này mình test thử cho anh em coi chứ đừng chạy hoài chỗ đó mau hư xe nha anh em. Rồi bye bye. Giở đầu rồi. Rồi. Ok. Còn đồng kia dịch ngàn nữa.